giác. Trời tối rồi, sao em hỏng vô? Lúc có ngủ mà còn ngồi ngắm mấy bộ đồ mới quà vậy em? Thì đồ đẹp thì tôi mới ngắm, như tôi đẹp ra đường mới có người ngắm. Hôm nay em nói gì là vậy? Anh không hiểu ý em nói gì. Anh không hiểu ý em à? Tôi muốn rời khỏi căn nhà này, rời bỏ căn nhà dột nát này. Anh hiểu chưa? Vâng. Em nói sao? Căn nhà dột nát này nghèo khổ lắm phải không em? Là người vợ mà anh hết và yêu. Suốt bao năm dài chiều chuộng nắng yêu, chưa lần lớn tiếng hay nặng nhẹ gì em. Đấy chỉ vì cuộc sống giàu sang mà em đang tâm ngoảnh mặt cho đành. Có gian sinh tôi cũng không quay lại. Cuộc sống nơi đây nghèo nàn cơ cực, sáng nắng chiều mưa tài lắm chân bùng. Tôi thèm cuộc sống bao năm.
lòng người nhân tình nay dời mãi đôi ấy anh hôm nào giờ theo án mây trôi là chung tình sao em đành ở quên tình xưa còn thờ thiếu vắng mẹ em dài khóc tìm hạnh phúc cho mình nơi phố thị thân anh nên chúc phúc chứ đừng càng lôi thôi bước ra đi không bao giờ tiếc nuối dù tâm thân tàn cũng không quay lại gặp anh bảy
dầu bơm ba nó đã khai em mới chợt nhận ra. Phải có năm đắng cay mới chợt nhận ra những lời gì lầm lỗi. Nay em trở về đây chỉ mong anh một lần tha thứ người đã phụ anh chạy theo áo xa. Ôm con trong tay chẳng nói nên lời, hạnh phúc trong tay mà em luôn tìm kiếm, khi đánh mất rồi mới biết mình. Đã qua rồi giông bão mưa tung, em về lại ngôi nhà chung. Tuy đơn sơ những tình nồng ấm, chén chứa mặn nồng nhân nghĩa. Hạnh phúc ngọt ngào từ miếng đá đôi, đâu xây dựng bằng kiếm tiền dân chất. Mình mãi bên nhau không còn xa dân, em nguyện bên anh đi suốt cuộc đời. Ngôi nhà tràn ngập niềm vui, không còn đơn lạnh mỗi khi đêm về.